bạn đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nhưng quá đau đầu vì tốn tiền khi phải chụp những bức ảnh sản phẩm thời trang liền trắng như thế này. Vậy trong video này xin được hướng dẫn đến các bạn cách chụp những bức ảnh như thế này với một cách đơn giản và nhanh nhất. Đầu tiên là dùng bóc treo sản phẩm lên. Chúng ta không quan tâm đến background nhé. Chỉ cần chỉnh lại form áo sao cho đẹp chỉn chu. Ta nên dùng một chiếc đèn để cho ảnh sản phẩm đủ sáng và chính xác về màu sắc. Sau đó dùng điện thoại và chụp. Lưu ý chụp ảnh 9x16 ở vị trí thẳng đứng so với sản phẩm như hình này. Tiếp theo bật app photo zoom lên, mở ảnh vừa chụp, đợi app tách lên, chọn lên trong suốt, chọn bối cảnh, chọn thay thế lên ảnh. Đến đây sẽ có vô số lên ảnh để các bạn chọn. Vì là ảnh dùng trên các sàn thương mại điện tử nên tôi chọn là lên màu trắng. Xong rồi thì chọn lưu ảnh lại, phát app, các bạn vào bộ sưu tập ảnh, chọn ảnh vừa lưu và resize thành ảnh vuông. Vậy là bạn đã xóa được logo của Photozoom đi rồi. Và bây giờ bạn đã có một bức ảnh không khác gì thợ ảnh chuyên nghiệp để up lên các sàn thương mại điện tử rồi. Chúc các bạn thành công.